Thưa quý vị, và mùa hè cũng đã đến rồi, mặc dù là chúng ta mới bắt đầu những ngày hè thôi, nhưng mà mình thấy là nhiệt độ cũng rất là căng thẳng đúng không ạ? Đặc biệt là trong khung giờ từ 10 giờ cho đến 15 giờ, nếu mà mình phải di chuyển ở ngoài đường thì mình thấy là mình bị mất nước, mất sức và dẫn đến những cái sự stress căng thẳng của chúng ta rất là nhiều. Vậy thì tiếp tục thì chúng tôi cũng xin gợi ý một số loại nước uống mà chúng ta có thể nấu tại nhà trong mùa hè để có thể là giải nhiệt, và thậm chí là đó cũng là một cái cách mà để tăng sự nữ tính của mình này, hoặc là một cái điểm cộng cho crush, cho một đối tượng nào đó của mình chẳng hạn, đúng không ạ? Thì Phương Thảo biết là có người có nhiều kinh nghiệm lắm á Phương. Dạ, đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy. Vậy thì trước khi đến với những chia sẻ về những cái món nước mà uống giải khát, giải nhiệt mùa hè, thì Khánh Phương muốn hỏi Phương Thảo một xíu là thường Phương Thảo sẽ sử dụng những cái loại nước nào để giải nhiệt cơ thể khi mà mùa hè đang đến, hoặc là em có biết một cái loại nước nào mà bản thân em hay làm để có thể cho gia đình dễ lắm luôn? Nước chanh. Nước chanh, ngoài nước chanh của em còn biết nước nào nữa không? Thật ra thì Thảo cũng mới học được một cách, đó chính là nước vải. Mình có thể nấu từ vải. Và bây giờ chúng ta đang thấy là vải của Bắc Giang thì đang trong thời kỳ là mùa thu hoạch, nhưng mà người dân Bắc Giang thì cũng đang bị ảnh hưởng về Covid-19. Bây giờ thì chỉ có 20.000 đồng một ký thôi, rất là rẻ so với mùa hè trước. Thì mình có thể mua về, mình làm nước vải thì mình có thể bóc tách cái vỏ cũng như là cái hạt của vải ra, sau đó thì mình nấu nó lên cũng nhanh thôi, nhưng mà cái nước vải uống nó rất là thanh. Nhưng mà mọi người biết là vải là một cái quả nóng, nên là mình uống trong một cái ví dụ chừng mực thôi, chứ còn nếu mà ngày nào mình cũng uống chắc chắn là da của mình sẽ bị nóng trong người, bị nóng ở trong người. Hoặc là mọi người cũng có thể tham khảo một số những cái loại nước ép khác, chẳng hạn là nước ép dưa hấu. Nước ép dưa hấu nó cũng rất là dễ làm đúng không? Nếu mà mình là cá nhân, mình không phải là gia đình ấy, mình chỉ sống cá nhân, ví dụ như Phương Thảo thì đang ở Hà Nội và Thảo ở có một mình thôi, thì Thảo mua một cái máy xay sinh tố cầm tay thì giá nó cũng không cao, và có thể là tự làm tại nhà, và mình cũng có thể có được một cái nước uống rất là tốt cho sức khỏe của mình. Mà trong khi mình đi làm, mọi người bảo là trời ơi sao chị Thảo xinh quá mà da cũng lại rất là đẹp nữa thưa quý vị. Và vừa rồi thì quý vị đang nghe chia sẻ của một người phụ nữ độc thân ở bên phía tay phải của Phương. Còn thì không biết là người phụ nữ độc thân ở phía bên tay trái của Phương thì đến mùa hè này thì chị sẽ sử dụng những cái loại nước uống giải nhiệt nào cho cơ thể? Ngoài nước chanh nè, rồi nước ép dưa hấu, rồi nước vải, thì chị Quyên có loại nước nào mà độc lạ hơn? Ở ngoài trừ nước lọc luôn không ạ? Cho chị hỏi cái nước nào để không bị chặt chém trước chị giới thiệu trước. Không thì chị cứ chia sẻ thật thôi, mình hay dùng nước nào thì mình cứ chia sẻ nước đó thôi ạ. Thực ra nhé quý vị, trong mùa hè á, tuy là các loại quả quý vị thấy mọng nước đúng không, nhưng mà ăn nhiều vì sao nóng? Thực ra bản chất quả nó không có nóng, nhưng mà chỉ do là quả cái thời điểm mùa hè là thời điểm mà quả có nhiều lượng đường nhất, được tích nhiều chất dinh dưỡng nhất, cho nên nếu mình ăn đủ nhiều thì cái lượng đường nó nhiều nó sẽ gây ra phát nhiệt thôi. Cho nên là quả thì thực ra không chỉ ở miền Bắc đâu, ở miền Nam cũng có rất nhiều loại quả mà trong thời điểm này quý vị có thể ăn trực tiếp hoặc là ngâm nước. Ví dụ như là mùa này đang vào mùa chôm chôm nè, trời ơi quả chôm chôm mà ngâm nước nó ngon lắm quý vị ơi, ngon quá dị tả luôn á. Quả sơ ri nè, quả sơ ri mà làm ở trong miền Nam có gọi là một món cốc thai á, ngon lắm. Rồi như ở phía Bắc thì có quả mận hậu đúng không? Làm chị mới biết, học món làm siro mận hậu cũng ngon luôn. Trời. Ngoài cái đó ra thì quý vị, trong cái đại dịch Covid-19 này, quan trọng nhất là các loại quả nó đều có tác dụng là chữa cổ họng rất tốt. Thì có hai món nước mà quý vị có thể áp dụng. Một là Quyên hay sử dụng là nước ép dứa. Khi mà cổ họng chớm đau chút xíu uống nước ép dứa, đảm bảo sau 2 tiếng là hết. Mà mùa này cũng đang là mùa dứa nữa. Đúng rồi. Bạc ngàn dứa ở ngoài luôn. Quý vị chỉ cần ra chợ thôi, và chúng ta chỉ cần sắm cho mình một vài kinh nghiệm chọn dứa thôi, thì đã có những cái quả dứa rất là ngon. Về nhà ép hay là chúng ta ăn sống gì thì đều tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nhớ nha quý vị, cái lượng dứa vì trong nó có một cái chất nó gây có thể khiến cho mình bị kích ứng dạ dày và buồn nôn á, nên nếu mình sử dụng quá liều thì nó cũng sẽ tạo nên những cái tác dụng phụ như vậy. Còn có cái cách thứ hai mà Quyên sử dụng nó gần như là trong cả một năm khi nào mình cũng sử dụng á, đó là xả cộng với đường phèn cộng với một chút gừng, và Quyên ngâm thành một cái lọ to như thế này thì để mình uống, và đảm bảo là cổ họng của mình khi nào cũng được tốt và không nhiễm các loại vi khuẩn. Nãy giờ nghe chị Quyên với lại Thảo chia sẻ thì Phương thấy vẫn còn thiếu một cái loại quả nữa mà ở tại miền Bắc thì không thể nào không nhắc đến được. Đó chính là quả sấu thưa quý vị. Sấu mà ngâm uống với lại ngào đường mà uống giải nhiệt mùa hè thôi thì nó ngon vô cùng. Và để làm cái nước sấu này thì cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Theo cái kinh nghiệm của Phương hay làm á, thì cứ 1 cân sấu là chúng ta sẽ sử dụng 1 cân đường. Ví dụ như mình mua 4 cân sấu về nhà đi thì mình cũng sẽ mua 4 kg đường trắng về. Và cái cách làm sấu thì đơn giản, quý vị chỉ cần cho một cái đường
đường cho một cái nồi và chúng ta bỏ đường vào trong cái nồi đó cho một cái bát con nước thôi. Yeah. Đừng có để nhiều nước quá, nếu mà chúng ta để nhiều nước quá thì đường nó sẽ không kết tinh và khi ngâm sấu vào thì nó cũng sẽ không có làm cho quả sấu nó ra cái chất chua, chất ngọt trong sấu được. Vì vậy mà chúng ta chỉ cho một bát nhỏ nước vào thôi. Khi mà chúng ta đun cho đường sôi rồi tầm khoảng 10 phút thì quý vị sẽ bắt xuống và để nguội. Nếu ở nhà chúng ta có một cái nhiệt kế thì chúng ta sẽ đo nhé quý vị. Yeah. Khi mà cái nước đường chúng ta đã đun sôi rồi nó tầm khoảng từ 30 cho đến 40 độ C thì đó là cái nhiệt độ lý tưởng nhất để chúng ta có thể thả sấu vào. Khi thả sấu vào thì chúng ta sẽ trộn đều, cái gọi là ngào đường, ở trong miền Nam có từ là ngào đường á. Chúng ta trộn đều một chút xíu thôi thì có thể lấy ra và quý vị ăn bao nhiêu thì chúng ta sẽ dùng những cái lọ mà tương ứng, chúng ta có thể là sẽ để ra để vào ngăn mát của tủ lạnh. Và nếu như mà chúng ta dư giả thì có thể làm sấu để cho những cái người thân trong gia đình cùng giải nhiệt, đúng không nè? Vừa có ăn lại vừa mang tiếng thảo nữa. Dạ. Dạ, đó là một trong những thứ nước uống mà ba MC của chúng tôi mỗi người một suy nghĩ, mỗi người đều một cái sở thích khác nhau. Dạ, vâng. Nhưng mà còn bên cạnh đó sẽ còn có rất nhiều những loại nước uống khác mà Quyên tin là những gợi ý sau đây có thể sẽ là một trong những cái cách để giúp cho quý vị có thêm phong phú những loại nước uống trong gia đình của mình, đặc biệt là trong mùa hè như thế này. Thời tiết nóng bức mùa hè thường làm cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Do đó, các loại thức uống vừa có tác dụng giải khát, vừa làm cơ thể bớt mệt mỏi, tránh mất nước và tốt cho sức khỏe, luôn được mọi người quan tâm. Trà bí đao không chỉ là thức uống giải khát thơm ngon, nó còn có tác dụng làm mát gan, giải độc, cung cấp năng lượng cho cơ thể nữa. Nguyên liệu chuẩn bị cho món nước này đó là bí đao già, là hán quả, muối, đường phèn và lá dứa. Lá dứa chúng ta rửa sạch, buộc thành bó rồi cho vào nồi. Là hán quả bạn đập dập rồi cho vào nồi. Bí đao mua về rửa sạch, bỏ ruột và hạt rồi cắt thành các miếng nhỏ. Cho vào nồi đường phèn và 2 lít nước rồi nấu trong vòng 40 phút. Khi nước đã sôi, bạn tắt bếp, vớt hết phần cái đi, đợi nước trà bí đao nguội thì lọc nước một lần, cho vào chai thủy tinh để bảo quản trong ngăn mát. Trà bí đao dùng hàng ngày rất tốt cho cơ thể. Trà chỉ bảo quản được 2 ngày trong ngăn mát tủ lạnh do nguyên liệu từ tự nhiên và không dùng chất bảo quản. Nên khi nấu trà bí đao, chúng ta chỉ nên nấu một lượng vừa đủ dùng cho gia đình mình thôi nhé. Sữa bí đỏ. Sữa bí đỏ lạ miệng lại bổ dưỡng, chắc chắn sẽ là món thức uống khoái khẩu của cả gia đình trong những ngày hè. Chúng ta cần chuẩn bị bí đỏ, lá dứa, sữa tươi và sữa đặc. Đầu tiên, hãy cắt bỏ bí đỏ thành từng khúc nhỏ rồi cho vào nồi hấp chín. Sau đó, xay nhuyễn bí đỏ, sữa đặc và sữa tươi cho đến khi sánh mịn. Lấy hỗn hợp ra, đổ thêm sữa tươi, khuấy đều và cho lá dứa vào, đun sôi là chúng ta đã có ngay một ly sữa bí đỏ béo ngậy và thơm ngon. Thức uống dinh dưỡng này dùng kèm với một vài viên đá lạnh thì còn gì sảng khoái bằng. Mocktail dưa hấu. Mocktail chỉ khác biệt với cocktail ở chỗ là không có rượu nền. Trong chất tạo màu và mùi của mocktail cũng tuyệt đối không có chất cồn. Một ly mocktail dưa hấu tươi mát sẽ là một lựa chọn không tồi cho ngày hè nóng nực. Để làm món thức uống này, bạn cần chuẩn bị dưa hấu, gừng, lá bạc hà, chanh tươi, đường không có calorie, muối đen. Đầu tiên, chúng ta sẽ cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ và gọt gừng. Sau đó cho dưa hấu, đường không calorie, nước cốt chanh, muối đen và lá bạc hà vào trong cối xay sinh tố rồi xay mịn. Cuối cùng lọc lấy nước là chúng ta đã có thể thưởng thức một loại nước uống tốt cho sức khỏe. Sữa lắc Oreo. Hãy tranh thủ tận hưởng những ngày hè bằng cách tự thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi bên ly sữa lắc Oreo trong lúc xem một bộ phim hoặc là đọc một cuốn sách bạn yêu thích. Bạn sẽ cảm thấy như được nạp đầy năng lượng. Cách làm sữa lắc Oreo thì lại cực kỳ đơn giản. Vậy còn chơi gì nào? Nguyên liệu chuẩn bị cho món sữa lắc Oreo gồm có đá viên, kem vani lạnh để mềm, sữa, bánh Oreo, siro sô-cô-la và kem tươi. Đầu tiên, bạn cho kem vani vào máy xay cùng với sữa và đá lạnh, xay lên. Sau đó tiếp tục cho bánh Oreo vào, xay nhuyễn, rồi cho ra ly và xịt kem tươi lên trên bề mặt. Chỉ đơn giản như vậy thôi là bạn đã có một ly sữa lắc Oreo rồi đấy. Sữa bắp.
nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để có một ly sữa bắp bao gồm bắp và sữa đặc. Đầu tiên, dùng dao tách hạt bắp ra khỏi cùi. Tiếp theo, bắt một nồi nước và thêm một chút muối, rồi cho cùi bắp, hạt bắp vào nồi và đun sôi. Sau đó vớt cùi ra ngoài, rồi đổ nước và bắp vào cối xay và xoay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt rồi cho vào nồi, thêm sữa đặc và đun sôi là bạn đã hoàn thành xong món sữa bắp dành cho cả gia đình mình rồi. Nước nha đam. Nha đam có công dụng rất tốt đối với sức khỏe. Trong lá nha đam có rất nhiều thành phần dinh dưỡng. Uống nước nha đam sẽ giúp cho bạn tăng cường sinh lực, nhuận tràng và mát gan cũng như mát cơ thể, rất tốt cho những ngày nắng nóng. Nguyên liệu chuẩn bị bao gồm nha đam, chanh, muối và đường phèn. Đầu tiên, nước muối cùng với nước cốt chanh. Gọt bỏ vỏ nha đam rồi ngâm vào hỗn hợp nước muối chanh. Sau đó vớt ra, cắt nhỏ nha đam rồi cho vào máy xay và xay nhuyễn. Bạn bắt nồi lên bếp, cho 1/2 lít nước lọc, 200g đường phèn vào nồi và nấu cho tan đường. Sau đó đổ nha đam đã xay cho đến khi sôi. Như vậy là có thể thưởng thức được rồi đấy. Sinh tố sô-cô-la chuối. Cùng thực hiện món sinh tố sô-cô-la chuối để bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Với hương vị vừa thơm ngon, dễ uống mà lại rất giàu chất dinh dưỡng, đây hứa hẹn là một trong những món thức uống rất đáng để thử trong những ngày hè. Nguyên liệu chuẩn bị cho món thức uống này đó là chuối, sô-cô-la, sữa tươi, kem sô-cô-la, đường, vani và kem tươi. Đầu tiên, bạn cho sữa tươi vào sô-cô-la và đánh cho tan. Chuối bạn cắt khúc và cho vào máy xay cùng với sữa tươi, kem sô-cô-la, cùng với nước sô-cô-la đánh tan, vani, đường và đá viên. Xay đều rồi cho ra ly, phủ lên trên một lớp kem tươi. Cuối cùng, rắc một ít sô-cô-la vào và thưởng thức thôi nào. Sinh tố chuối trà xanh. Chuối là loại trái cây rất giàu dinh dưỡng và năng lượng, còn trà xanh thì lại có khả năng chống oxy hóa, giúp tim mạch khỏe mạnh và tốt cho hệ tiêu hóa. Hai nguyên liệu này kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên món sinh tố chuối trà xanh vừa ngon miệng mà lại cực kỳ bổ dưỡng. Hãy cùng thực hiện ngay bằng công thức dưới đây nhé. Nguyên liệu chuẩn bị đó là chuối chín, bột trà xanh, matcha, sữa tươi không đường và đá viên. Chuối chúng ta chọn những quả chín tới, lột vỏ, cắt khúc cho vào máy xay cùng với đá viên, sữa tươi, bột trà xanh và xay nhuyễn. Đơn giản vậy thôi, cho ra ly và cùng thưởng thức thôi nào. Hy vọng là với những gợi ý vừa rồi thì quý vị có thể ngay tại chăn bếp nhỏ của nhà mình thực hiện ngay những cái loại nước mát thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè cho cả gia đình của mình. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng đã ngưng phát sóng trực tuyến chương trình trên livestream fanpage của VTC9. Quý vị khán giả yêu mến có thể đồng hành cùng với chúng tôi thông qua kênh truyền hình VTC9 với những tin tức về văn hóa giải trí sẽ có ngay bây giờ.